Hai bạn, một buổi sáng tuyệt vời tại thành phố biển xinh đẹp Quy Nhơn. Thì hôm nay có một sự kiện rất đáng chú ý diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn, đó là cuộc đua xe đạp của cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Non Sông Liền Một Giải lần thứ 33 2021 các bạn. Đây các bạn, một vòng cái điểm đích đến cho mọi người xem. Đấy, đích đến là trước tượng đài chiến thắng, trước khách sạn Sài Gòn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem cái đỉnh điểm đích đến của cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đích đến là trước tượng đài chiến thắng của đường Xuân Diệu thành phố biển Quy Nhơn. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi các bạn, đã xong tất tần tật rồi. Thì chặng này là chặng thứ 15 các bạn, từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Quy Nhơn, chiều dài khoảng 180 cây số. Dự kiến khi mà đoàn đua về đến Quy Nhơn là khoảng 11:30 trưa nay các bạn, khoảng 11:30 đến 12 giờ. Đấy, một cái đoạn đích mình nghĩ là đẹp, rất đẹp của cuộc đua xe đạp năm nay. Đấy, ekip thì họ cũng xong hết rồi, các cái góc máy thì họ cũng dựng xong hết rồi. Bây giờ thì chờ trưa nay thôi. Các góc máy ekip này bạn. Kết quả sprint 2 112, 114 và 95. Xin nhắc lại kết quả sprint 2 71, 82, 114 và 95. Đích đến tại quảng trường chiến thắng thành phố biển Quy Nhơn. Đấy, xung quanh là khách sạn Sài Gòn, tòa nhà TMS các bạn. Đấy, bây giờ là còn cỡ mười mấy cây số nữa thì đoàn đua sẽ về đến thành phố biển Quy Nhơn. Thì mọi người bắt đầu tập trung rất là nhiều rồi. Lại đây quay các bạn nữ xinh cho mọi người xem. Đấy. Lúc này thì các vận động viên ở trong nhóm đầu đã vào khu vực tam giác đỏ 30m cuối cùng. Rất hồi hộp cho xem nếu như đội Ba Lai Đồng Nai không vượt vào với nhóm đầu thì đội Ba Lai Đồng Nai khoảng cách hơn 10 giây thì sẽ mất ở ngoài đồng đội. Chúng ta hãy chờ xem, rất kịch tính ở phía sau, tốc độ phải nói luôn đưa lên vào rất cao. Rõ ràng là tốc độ của nhóm phía sau này đang tiếp tục được đẩy lên cao hơn nữa, khi mà chỉ còn khoảng 2.5 km nữa thôi sẽ về tới đích đến. Cái này đồ đã chuẩn bị thi đấu hết trục đường An Dương Vương và chuẩn bị rẽ vào đường Xuân Diệu. Còn đó hả? Khoảng cách chỉ còn là 2 km nữa mà thôi. Lúc này thì cả đoàn đông đã bắt đầu rẽ phải vào đường Xuân Diệu, cục trục đường ven biển của thành phố Quy Nhơn.
Như vậy là với góc máy này chúng ta đang thấy tất sao đã gần bắt kịp với nhóm đâu. Nếu như trong nhóm sao bắt kịp thì chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến lúc của Lai Bình Nguyên đang rất bận, đó là Nguyễn Tấn Hoài và Lê Đình Minh, và trong đó có kể cả là Tây Hoàng Trần Phước Thiện. Khoảng cách có lẽ chỉ là khoảng 10 giây mà thôi, quá gần với nhau rồi. Nỗ lực tuyệt vời của các người thi đua ở đoàn đồng phía sau. Quá cực tính và đang thấy ở trong nhóm đầu Phạm Đức Nguyên, Trần Thanh Điền cũng như là Nguyễn Minh Nguyệt đang làm tốc độ rất cao. Chỉ còn 1,5 km nữa mà thôi. Có lẽ là các thi đua của tuyển trẻ Việt Nam và quân khu 7 cũng có được tấn công ở thời điểm này. Chúng ta đang thấy có hai vận động viên đã bắn ra khỏi nhóm đầu này. Và chúng ta đang cùng xem đó là vận động viên nào đây. Hãy chờ xem liệu có thêm một cái tuần mới xuất hiện ở trong cuộc chiến thắng của chiến lược thành phố Hồ Chí Minh năm nay hay không. Một tay đua của Đô Ma Đăng Đồng Tháp đang bất ngờ như thế này. Một tay đua bên là của quân khu 7 và chiến thắng Việt Nam. Vận động viên Đô Ma Đăng Đồng Tháp đó là Đoàn Thanh Phúc. Và có lẽ như đó là vận động viên quân khu 7 Võ Minh Gia Bảo. Một khoảng cách tương đối an toàn đã được hai tay đua này tạo ra. Và hãy chờ xem cuộc cạnh tranh song phẳng của hai tay đua này ở vạch đích. Tay đua của quân khu 7 có lẽ đang chiếm ưu thế hơn khi đã tạo ra được khoảng cách so với Đoàn Thanh Phúc. Các tay đua đã bước vào thi đấu 500m cuối cùng. Và 500m cuối cùng rồi, chúng ta đang thấy một viên áo đỏ đang lao lao về đất ở bên sau, đó là đội Đông Âu đang gặp pháp. Còn đồng đông là bên sau đâu. Nếu như duy trì được tốc độ này thì chúng ta sẽ thuộc về tay đua đang dẫn đầu. Và chúng ta cũng thấy rằng đoàn đông ở phía sau cũng đã về ngay sau Võ Minh Gia Bảo. Như vậy thì có thể khẳng định rằng những chiếc áo sẽ không có nhiều sự thay đổi, nhiều sự xáo trộn sau trận đua ngày hôm nay. Nhưng hãy dành những tràng pháo tay dành sự chú ý nhiều nhất ở ngay lúc này dành cho Võ Minh Gia Bảo, một tay đua đã thể hiện phong độ ấn tượng ở trong trận đua ngày hôm nay. Xe truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh là bạn rất hùng hậu, bạn rất là nhiều xe.